Xin chào các anh chị, trong clip này em sẽ hướng dẫn các anh chị cách xem và xuất báo cáo. Chúng ta vào hệ thống báo cáo, chúng ta một số báo cáo như danh sách khách đến, danh sách khách đi, doanh thu theo đại lý, doanh thu theo đơn, thống kê phòng đêm, thống kê công nợ, thống kê phụ phí, thống kê doanh thu theo dịch vụ. Để xem báo cáo, chúng ta click vào tên của báo cáo. Chúng ta có thể tìm kiếm danh sách khách đến theo ngày. Đây là danh sách khách đến. Để xuất báo cáo, chúng ta click vào biểu tượng download trên hệ thống. Xuất dữ liệu file Excel. Click vào thì danh sách khách hàng đến sẽ download về máy. Đây là danh sách khách đến của ngày 20 tháng 11. Tương tự cho các loại báo cáo khác, danh sách đi, chúng ta cũng có thể tìm kiếm, chọn ngày đi, click tìm kiếm. Để xuất báo cáo, chúng ta click vào biểu tượng xuất file Excel. Và báo cáo sẽ được đào về máy. Cảm ơn các anh chị đã xem clip.